Đứng đây luôn chưa, anh bấm quay chưa? Thì chiếc xe mình vừa lấy về thì có một bạn nữ mua tặng cho em trai, thì em trai chủ yếu là quay clip cho em trai coi thôi đó, là em trai coi cho vui đấy, thì quay chiếc xe cho đẹp. Hello anh em, bữa nay mình đi lấy xe, lấy con su GX thì dẫn theo hai thằng đệ đó, hai thằng khứa Caramel với lại Thiện Mũ là đệ của Tuấn Đen á. Tuấn Đen là Tuấn Nhựa, là mấy này là chuyên gia tháo vàng nhựa xe đó. Đi Bà Rịa Vũng Tàu để lấy su GX. Anh chủ xe đó vui vẻ nha đó. Không phải là mình bán xe á là mình vui đâu, mà những người mà bán xe cho mình ngược lại á, người ta cũng vui nữa, thấy không? Cười nói rất là vui vẻ. Chào, nói chung là mà mình như thế nào là mình sẽ gặp người như thế đó à. Nói chung anh em vui vẻ thôi. Đó thì anh bán lại cho mình con xe GX. Đó thì mấy anh em rất là vui vẻ, mua bán rất là vui. Đó, những anh em nào có xe ngon mà muốn để lại cho những anh em khác chơi á thì mình liên hệ mình. Đó thì cái này là do vấn đề gia đình, có vợ đẻ cho nên phải chia tay đam mê. Chia tay mai mốt thì thiền lại thôi mọi người ơi. Rồi. Vô lấy đồ cho mình. Anh em vui sao? Giờ dẫn hai anh khứa đi ăn luôn, ảnh luôn. Thì ảnh dẫn luôn hai anh khứa đi ăn luôn. Đó. Khứa rồi. Mệt lắm anh em, nó chạy xe cả đêm đuối chết luôn. Giờ chạy hết nổi luôn. Sao em? Mệt không? Mặt như luôn. Mình là những chàng trai là mặt mọc nhất luôn á. Mặt mọc nhất thế giới. Mặt như quay YouTube. Mặt như quay YouTube. Ok, cái cà vạt xe nãy anh giữ hay em giữ nó? Em giữ. Rồi, giữ hết. Tất cả đều là em. Rồi, chìa khóa xe. Em giữ luôn. Ừ, chỉ có tiền là anh giữ. Đúng rồi. Rồi, anh em mình chờ nha. Chắc là chút nữa mấy anh em mình ảnh dắt mấy anh em mình đi ăn đồ này nọ đó. Rất là kỹ, chỉ có hai cái đèn á, ảnh vẫn giữ lại cho mình. Đèn zin của con su GX nè. Đó anh em. Đèn zin su GX, nói chung đồ zin là đầy đủ hết luôn. Chia lại cho những đam mê cho anh em. Đây ở Bà Rịa. Đây là Bà Rịa lần đầu tiên em xuống đây luôn á anh. Thì anh em mình đó đã làm giấy tờ xong hết rồi nè. Đó, giấy tờ giao xe đó, xe tháng 8 2019 nè, để ít ở đen nè. Đó, xong rồi, giấy tờ xong hết rồi. Xong hết giấy tờ, bộ một giấy tờ nha. Bây giờ cái màn quan trọng, cái màn giao tiền. Giao. Thầy tiền này ăn bánh mì con nữa. Đây. Giao tiền nha. Thì đó, đó. À, rồi. Bây giờ coi đường nha. Em với anh em cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi ủng hộ anh Minh nha. Rồi. Không. Anh em vui vẻ. Chưa thấy ai bán xe mà thường người ta bán xe mà ta buồn, bán cái xe mấy anh em cười bò luôn. Bán xe mấy anh em chơi giỡn vui quá trời. Rồi giờ là ảnh mời tụi mình ở lại đi ăn tiếp ha. Dạ, phải đi dùng một bữa. Tại vì á bây giờ chỉ là lý do gia đình thôi nên cần phải bán xe thôi. Sau này con lớn rồi anh sẽ chơi lại, anh sẽ tìm mình để anh kiếm chiếc nào đó tốt hơn, ngon hơn, bự hơn, to hơn, đúng không? Dạ, chị vui. Thì tới đó em sẽ tư vấn mua cái dòng nào mà có thể chở vợ đi chơi được. Mua cái dòng yên liền á. Đúng rồi, em đang tính nghĩ vậy. Chở vợ đi, chở con được luôn. Dạ, chở rồi. Một đứa đi được. Tại em có ông anh, ông mua chiếc đó về ông chở con đi luôn. Rồi dễ thương lắm, nhìn gia đình dễ thương lắm, lâu đó. Đam mê chở vợ cho con đi chơi luôn. Tại nhiều khi mình đi ô tô á, nó cũng hơi buồn lâu mình nổi gió, mình giải trí rồi. Giờ đi phượt Đà Lạt luôn. Rồi giờ mấy anh em mình đi ăn. Cảm ơn mọi người và cảm ơn anh Minh là chỗ giúp em thúc mua cho em chiếc xe nhanh lẹ. Thôi đây cũng không có gì. Còn em gửi lại anh tiền phí anh em xuống rồi đi ăn. Tí đi ăn sau rồi bây giờ thôi trước mắt anh đi cầm số tiền cho em vui. Đổ xăng xe mình đi tí đường đi xa về thành phố nữa anh. Đây Bà Rịa cũng xa. Đây em gửi cho ba anh. Đó, nó vui vẻ. Đây thấy không? Vẻ. Mình mua xe ảnh. Đó thì ảnh còn giờ ảnh tự động ảnh cho luôn cái tiền gọi là tiền xe xăng anh em đi xuống luôn. Nói chung là mình xuống coi, nói chung anh em giúp nhau vui vẻ
gọn lẹ. Thì bây giờ ảnh gọi là giờ lần đầu tiên đi mua xe được bo được trả lại 1 triệu rồi anh em đó, trả lại 1 triệu anh em rất là vui. Nói chung anh em còn chơi lâu dài, đối với mình á, anh em tới mình mua xe là còn chơi lâu dài, mua xe ai thích ở lại chơi chơi, còn ai thích đi về quê về, nhưng mà vẫn chơi với nhau. Mình mua xe vẫn chơi với nhau và bán xe vẫn chơi với nhau thường xuyên, chứ đâu phải là một chiếc xe xong rồi nghỉ chơi đúng không? Đúng, mình đúng. Vẫn là anh em mà, ở đây là cũng là cái duyên với anh em mình gặp nhau. Bởi vậy mới nói Điệt à, cũng cảm ơn anh nha. Nói chung anh em cảm ơn thì đã chăm chút thêm tiền xăng đó, không? Mà mãi mãi là anh em. Rồi vậy đó mọi người, giờ chuẩn bị lấy quay cho mọi người coi mấy món ăn ngon ngon. À, giờ mọi người ăn lại đồ tươi, cái này là hàu á, hàu biển luôn hả? Hàu sông đúng không? Hàu sông. Không rành. Hàu đó, rồi. Hàu sống luôn anh em. Tôm à. Cá sống. Đồ không? Đồ chim lá me. Để hỏi mấy anh em ăn cái gì? Đồ chim lá me thì bắt tuột lên luôn. Quán không gian gia đình. Chung quán này chỉ thổ địa mới biết chứ em, như em người thường em xuống đây làm gì biết mấy quán này mà vô. Vẫn hàng để đi theo chạy xe về nè. Bây giờ học theo cách của anh ăn ha, cá trứng bẻ rồi. Trứng thì bẻ ra. Dạ cái trứng nè, quá đã luôn, quá đã luôn. Chấm mắm mè. Ngon nhất nít. Nhát sao anh? Nó bùi, ngon. Nó vị cá. Bùi cùng. Nó nghĩ có vị thịt bò. Ngon lắm, nó ok. Lạ. Mà nó giữ nhiệt rất tốt. Ở trong bụng nó nóng. Đúng rồi, trong bụng nào cũng nóng. Tại người ta biết cách làm mà. Đây, biết cách làm. Nó ăn, để ăn tắt con nào đâu, khó tắt con nào, khó tắt con nào. Nó bùi đó. Đây, dễ ăn lắm, muốn khai vị. Đây là dễ ăn lắm, nó không có tanh. Đầu hũ. Món này món gì nữa? Đầu hũ gia truyền đây. Ăn lạ vậy? Ăn một miếng mà nếu mà nói mà dở một cái là thua vô luôn. Hàng tiền cho anh cho xe luôn. Nếu mà nói dở anh cho xe luôn. Này cái gì? Ăn rau này. Bây giờ mình ăn á thì nó không sợ gì hết. Mình cứ sấn vô nè. Mình sấn đến chén đưa anh đưa cái chén này. Mình gặp này nè. Ăn thử như vậy nè. Nó có lớp, dưới có lớp thịt. Giống tức xuyên vậy. Sấn phải là quạt ra. Đây nè. Đó, nó như một cái... Đó. Wow, bốc khói. Rồi bốc khói luôn, xong cái bốc khói luôn. Đây là đậu hũ à. Đậu hũ, đậu trứng. Ăn vô phỏng mỏ sao ông nội? Thổi anh, thổi lên, phải thổi chứ. Ăn không chấm gì luôn hả? Không, ăn vừa ăn thôi. Có thịt, có trứng, đậu hũ, béo, ngọt. Phỏng mỏ. Béo, ngọt, có đau nữa, tốt luôn. Để anh thổi xong anh thù miếng nóng này vô mồm, vô miệng. Mọi người, mời mọi người nha. Mời mọi người ăn qua màn hình. Sao anh? Chiếc chai nhẹ rồi. Bở bở. Nhưng mà đậu hũ nó là bở ra. Nó có bơ nữa. Nó giống mùi mùi thịt bằm. Đúng, có thịt bằm, có rau xanh, có hộp. Có trứng. Có trứng đủ. Nói chung là ngon. Ngon hấp củ á. Cái này dành cho người xanh ăn được, người xanh á, người xanh nở. Ngon á. Tốt. Tốt cho cơ thể lắm. Vô. Vô nè, món ngon lên rồi mới ăn. Vô nè. Em ăn đi em. Vô. Chung ngon, lạ luôn. Em ở trên Sài Gòn chưa ăn này là bao giờ? Thì rồi luôn, đúng không? Ở đây, em ở trên Sài Gòn ăn chưa? Chưa ăn đâu. Tại vì chắc cũng ít chỗ ăn ở đây bạn. Đây bán ngoài ngoài. Gọi là món gì? Trứng... À, đầu hũ đúc lò. Đầu hũ đúc lò. Sắn vô cái là khói bốc như nhút. Nhưng mà cái sắn thử luôn. Luôn. Kêu mà ăn thử đầu hũ chứ, không kêu mà ăn cá đâu. Cái món cá này. Đây, để em lấy rồi. Lộc ăn đi Lộc. Suốt ngày là thích chỉ thích ăn cá. Sớm một cá nè. Bây giờ thơm ma ai đâu. Vừa có đậu vừa có đậu. Rồi. Mọi người đón chờ món mới. Chuẩn bị cho. Cái nghiệm chỗ bạch tuộc lên nè. Chắc nó nhảy không? Không nhảy đâu. Nó tê rồi. Nó co rồi, nó bò. Đó, đẩy lại cho nó tí nữa. Mình bỏ ra nè. Ngon. Ăn những món đặc biệt không ạ? Đặc sản ở đây. Lạ. Đây rồi em ăn thử luôn. Thôi. Bây giờ tụi mình không quay ẩm thực nữa. Quay mọi người ơi. Đây là kênh chê, không quay ẩm thực nha. Không quay ẩm thực ớt. Bây giờ tụi mình ăn uống xong rồi tụi mình nghỉ ngơi rồi tụi mình. Thì tính ớt rồi, nhưng mà tự nhiên kêu thêm cái món này nữa. Món đặc sản. Hào nè anh em.
nhìn cái dĩa không? Nhìn là đói bụng liền. Nhìn là đói bụng liền. Mấy anh em đi tour rồi đi phượt rồi ăn mấy món này thôi chứ. Hàng to là nhớ vợ liền. Cầm một con lên canh thử cầm một con lên nó to rồi. Mà cái bò chén luôn. Này nước mỡ hành là đó. À, có một cái kinh nghiệm nè, hàng này không bao giờ đứt còi. Đứt còi là hàng chết. Nó có một cái còi rồi. Đó, em kêu cắt rồi đó. Em kêu cắt rồi đó, nó có một cái còi. Hào à. Bỏ miệng luôn, bỏ thử luôn. Mấy anh em đi tu là ăn cái là nhớ vợ liền. Bỏ luôn, bỏ miệng luôn, chống bỏ miệng luôn. Nóng quá, nóng quá. Rồi bây giờ thôi mấy anh em thèm lắm rồi, thôi mình ốp nha. Chứ càng quay anh em càng thèm mà. Càng quay coi YouTube càng thèm mấy anh em chửi tôi nữa, coi được mà ăn không được, tức tập không ngon ghê. Trời ơi. Rồi. Bye bye anh em nha. Anh chủ bán xe cho mình thì nói lỡ xuống đây rồi thì đi tắm biển Long Hải cho biết rồi. Ok chơi luôn anh em. Anh em biết mình đang quay gì không? Mình quay cái quần tà lỏ tắm biển. Rồi. Đứng đây luôn chưa anh bấm bay chưa thì chiếc xe mình vừa lấy về thì có một bạn nữ mua tặng cho em trai thì em trai chủ yếu là quay clip cho em trai coi thôi đó là em trai coi cho vui đấy thì quay chiếc xe cho đẹp nè mọi thứ đều đẹp từ cái dàn áo tới cái yên tới cái bồ tới lốc máy nè mình giao rất là hoàn thiện. Mình đã thay nhớt, thay nước mát hết toàn bộ luôn nha. Con xe này mới hết toàn bộ. Đồng hồ, mọi thứ ghi đông. Đó, lúc bàn giao là quay hết rồi nha. Quay hết cho em, bàn giao là con xe rất là đẹp. Chị em cũng đã kiểm chứng lại. Mọi thứ rất là đẹp. Ốc Titan, full một dàn ốc Titan nè. Đó, là mọi thứ rất là đẹp, không có chạy xước vậy nha. Ngày bữa em đi về chạy xước đó là anh sẽ kêu chị em bắt lỗi em. Làm hư chiếc xe của anh. Đó, thì đó, bây giờ có luôn cái bô độ nè. Đó, đây là cái cổ bô độ nè đó đây thấy chưa cổ bô độ nè cổ này gọi là cổ bầu hơi rồi đây là cái bát biển số đút gầm đút ra đút vô đó đó rồi vậy là xong bàn giao xong cho em đó một chiếc xe rất là đẹp rồi nha không có gì để chê hết rồi cảm ơn em đã tin tưởng và đã tin tưởng sử dụng tiền của ba em để mua xe cho em trai em. Rồi. Em cảm ơn. Rồi, em cảm nhận về chiếc xe. Về chiếc xe đẹp với rất là phù hợp. Em nhìn liền là em đã thích rồi. Em chạy cũng được không? Dạ. Đúng không? Em chạy cũng được. Ví dụ mà mua chiếc phía sau đây là em chạy không được nè, nó cao quá. Chiếc này là vừa đủ nè. Sau này có tiền đời thì mình lên phân khối lớn luôn, hai chị em tranh nhau đi. Anh thích là để lên đồ chơi xe nè, lên bô rồi lên ốc Titan nè. Đó, lên bô ốc Titan, biển số đúc gầm, cái kính chắn gió rất là đẹp. Nói chung đơn giản vậy thôi là đẹp rồi. Thôi quay cho mọi người coi xe một vòng nữa đi. Quay cho mọi người coi xe một vòng đi. Đó, đầu đèn, mọi thứ là không có một vết chày. Đây, đó, em trai tên gì ta? Em trai em tên gì? Tên Minh giống anh luôn hả? Đây, thấy chưa? Đây nè, bóng như Ngọc Trinh, thấy chưa? Đó, bóng như Ngọc Trinh, bóng ơi là bóng nè, đây, bóng ơi là bóng. Mọi thứ anh giao cho em mà rất là bóng nha. Em về mà có mệnh hệ gì là làm xước nó là bắt đền em nha. Đó, mọi thứ. Từ cái gấp cho tới cái bảng số, cái yên, mọi thứ luôn. Rồi, bye bye mọi người nha. Coi clip ở đây thôi, rồi chúc em có thiệt nhiều trải nghiệm với lại chiếc xe của mình. Đấy. Rồi chúc em luôn học giỏi. Càng ngày càng học giỏi lên là chị mới thương. Em năm nay học năm mấy rồi? Dạ em học năm nhất rồi. Còn 2 năm nữa tốt nghiệp hay sao? 2-3 năm nữa rồi. Em dành lấy tiền của ba để mua xe cho em. Lấy tiền của ba để mua xe cho em. Chị thương em gái không? Ước gì mình cũng có một người chị giống vậy ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip của Vinh Biker. Nhớ like và subscribe cho Vinh Biker nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.